chương 1, vô tự thiên thư thượng nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tiểu huynh đệ xin dừng bước một lão nhân quần áo lam lũ rách dưới toàn thân dơ bẩn ngăn cản ngay trước mặt tiểu khai ta xem ngươi hai mắt vô thần mặt đầy âm khí ấn đường đen tối lông mi ẩn sát khí hiển nhiên sẽ lập tức có tai nạn phát sinh a à, thôi ông đi đã ở thế kỷ 21 rồi còn dở trò này vẻ mặt tiểu khai khinh thường lão nhân tôi xem khuôn mặt ông dơ bẩn quần áo lam lũ tay chân run rẩy, đầu chọc u ám hiển nhiên là có đại nạn sắp tới rồi a à. đôi mắt lão nhân trợn tròn phảng phất như bị hoảng sợ rất lớn nửa ngày mới tỉnh lại tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại cư nhiên có thể tính ra ta có đại nạn sắp tới xem ra ta quả nhiên không tìm sai người bỏ đi bỏ đi hai tay tiểu khai như đang xua đuổi ruồi bỏ. Đại gia ta còn phải đi làm ngay đây, mặc dù tôn kính người già là mỹ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa ta, nhưng nếu lão cứ giở trò này thì coi chừng ta động tới nắm tay nga. Hắc hắc, ta vẫn không tin đâu, trên mặt lão nhân mặc dù có vẻ u ám, nhưng cặp mắt lại có vẻ sáng rực, đang đánh giá Tiểu Khai từ trên xuống dưới. Tiểu huynh đệ a, à, lão nhân ta đã già rồi, không có ý đùa giỡn với ngươi, ngươi gọi là Nghiêm Tiểu Khai phải không? năm nay ngươi được 21 tuổi. Nếu ta tính không sai, hôm nay là ngày sinh nhật của ngươi đúng không, vậy cũng được sao, tiểu khai lắp bắp kinh hãi, hung hăng sấn tới. Người hay thật, hiển nhiên lại quan sát theo dõi ta thật lâu. Chương 2, vô tự thiên thư, hạ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đến lúc này tiểu khai mới có thời gian chú ý tới người đang đứng ven đường, vừa rồi người kêu lên nhắc nhở hắn né tránh chiếc xe chính là người này đó là một cô gái còn rất trẻ phòng trừng mới học tới năm ba cao trung gương mặt trắng bệch có thể là vừa rồi bị trường hợp xe đụng làm sợ hãi tiểu khai cảm khái vạn phần nghĩ thầm không ngờ trên thế giới này vẫn còn người tốt a à, cô gái này thật là thiện lương một cô gái thật xinh đẹp hắn một bên vừa nghĩ một bên đi tới đang muốn nói tiếng cảm ơn thì đột nhiên vẻ mặt cô gái lộ ra vẻ giống như đang nhìn thấy quỷ quát to một tiếng quỷ a à rồi quay phát người xô mạnh hắn một cái vội vàng bỏ chạy cái mông của tiểu khai còn đang đau nhức bị cô gái đẩy mạnh một cái thân thể liền mất đi thăng bằng cái mông lại rơi bịch xuống đất ai yêu hắn hét thảm một tiếng lần này nước mắt cũng đã chảy ra trời ạ à, thật là không còn thiên lý a à, tiểu khai bi phẫn thầm nghĩ chẳng lẽ không đúng lúc như vậy thật là uổng phí nước miếng phải không chứ đúng vậy, thời điểm đúng là không chút may mắn, quả thật là uống phải nước đắng rồi nha, không biết từ khi nào thì lão nhân dơ bẩn rách dưới kia lại chui ra, cười hì hì đứng ở trước mặt tiểu khai. Thế nào, ta nói đúng chứ, ngươi hãy xem ngươi đi, chỉ ngắn ngủi trong vòng 10 phút thì đầu tiên ngươi đạp phải phân chó, sau đó rình coi thì bị phát hiện, tiếp theo thì bị xe đụng, hắc hắc nếu ngươi còn chưa tin ta, vậy cứ tiếp tục không may mắn như vậy đi, ngươi thúi lắm, tiểu khai tức giận điên lên, đã không còn nghĩ đến việc dùng những từ ngữ văn minh nữa, nắm lấy vạt áo lão nhân. Hay oa lão bất tử, ngươi cư nhiên còn theo dõi ta, thành thật nói đi, hết thảy những việc này có phải là ngươi an bài không, hắc hắc, a a, không phải vậy đâu. Lão nhân không có chút gì sợ hắn, dùng những ngón tay dơ bẩn đen đúa chỉ vào tay Tiểu Khai đang nắm lấy quần áo mình. "Nhà, ngươi xem, tay ngươi đang cầm lấy quần áo của ta, sắt tử trên người ta sẽ nhảy lên người ngươi, hắn sẽ cắn ngươi, ngươi có nhiều thịt như vậy, không giống như lão nhân ta xương thịt ốm nhom. Cho nên nó sẽ cắn ngươi, ngươi sẽ bị lở loét và nơi bị đầu tiên sẽ là." Lão nhân dùng ngón tay chỉ vào eo của Tiểu Khai, nơi này vừa dứt lời tiểu khai liền cảm thấy phần eo bị đau thốn một cái phảng phất như bị cắn một ngụm nhịn không được ai yêu kêu lên một tiếng lão nhân vẫn không ngừng ngón tay chỉ liên tục lên ngực hắn cánh tay trên lưng trên đùi chân cứ như vậy lão nhân cứ kêu lên liên tục mỗi khi kêu một vị trí thì tiểu khai liền bị cắn một cái đau nhói đau cuối cùng không chỗ nào không đau quả thật cả người đều đau đến không chịu nổi hắc hắc còn không buông tay Lão nhân nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Tiểu Khai, tay Tiểu Khai đang nắm lấy quần áo lão cũng rất nghe lời liền buông lỏng ra. Nói ra thật kỳ quái, khi hắn vừa buông tay thì tất cả đau đớn trên người hoàn toàn biến mất. "Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai?" Tiểu Khai kinh nghi hỏi, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Lão nhân chậm rãi nhướng mắt, "Ta không phải đã nói qua rồi sao? Ta phải giúp ngươi tiêu tai giải nạn." Lão vừa nói lại vừa xuất ra vài quyển sách tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi có nguyện ý bảo hộ hòa bình thế giới. Mấy bí tịch này 10 đồng một quyển, nếu ngươi mua 3 quyển, còn có thể tặng một quyển, nắm chặt cơ hội đi. Làm nháo nửa ngày, thì ra là một tên lừa gạt, tiểu khai vốn đã có 8 phần tin tưởng lời lão nhân nói, nhưng khi mấy quyển sách vừa được đem ra, hắn lại phản ứng chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp, cho nên những cái đau vừa rồi chắc chắn là loại thuốc hóa học gì đó của lão nhân ngươi, may là ta không ngu ngốc, đừng có lo lắng suy nghĩ nữa, cứ mua đi. Lão nhân tiếp tục nói, mỗi một quyển sách này, đều có thể giúp ngươi trở thành cao thủ tuyệt thế, đây là cơ hội hiếm có khó gặp, nếu ngươi bỏ qua, tuyệt không có lần thứ hai nữa, như vậy đi. Con mắt Tiểu Khai vừa chuyển, đã nảy ra chú ý, mấy quyển công phu này của ngươi quá thường tục rồi, nếu thật muốn ta mua thì hãy lấy quyển cao cấp ra đi, cao cấp. Con mắt lão nhân suýt chút đã lọt ra, đây là tu chân giới. Nga, không đúng, ý ta nói, những quyển này đã là thiên hạ đệ nhất công phu, bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng khó nhìn thấy một quyển, bây giờ bán cho ngươi 30 đồng tiền mà ngươi cũng không cần người cư nhiên còn muốn quyển cao cấp hơn, phải tiểu khai vốn cũng là một người linh lợi, ra vẻ nói, người đừng có gạt ta nữa, ai chẳng biết trong ngực ngươi còn một quyển sách à, cái gì? Thanh âm của lão nhân nhất thời cao hơn, chụp lấy cánh tay hắn, sao ngươi biết trong ngực ta còn một quyển sách? Đừng xem lão lớn tuổi, khí lực lại không nhỏ, chỉ bị lão nắm một cái thì đã cảm thấy cánh tay giống như bị cùm sắt chộp chúng, một trận đau đớn tê tâm liệt phế, hắn vội vàng kêu lên nhẹ chút nhẹ chút ngài mau buông tay cánh tay ta gãy bây giờ kháo muốn giết người đoạt của hay sao a à, nói mau ngươi làm sao mà biết lão nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc hai tay vẫn không buông ra vẫn đang như gọng kìm nắm chặt cánh tay tiểu khai xem giống như đang dùng lực bức cung trực giác trực giác a à, tiểu khai kêu lên ta thề chỉ là trùng hợp thôi lão nhân nhất thời sửng sốt cứ đứng ngây ra suốt ba phút lão chẳng những sừng sốt, hơn nữa trong miệng bắt đầu thì thào tự nói, ý trời, ý trời a, à, chẳng lẽ thật sự muốn đem sách cho hắn. Vô Tự Thiên Thư a, à, đại kiếp ngàn năm, bí mật phi thăng, nhìn lão như đang phải làm ra một lựa chọn thật gian nan, gương mặt nhất thời âm trầm, đôi chân mày giãn ra, gương mặt toát lên vẻ quái dị, thêm thần sắc kỳ lạ. Thoạt nhìn có vẻ giữ tợn vô cùng tiểu khai ở một bên nhìn thấy chỉ cảm nhận trái tim mình nhảy dựng lên bình bịch uy uy ta nói tiểu khai cẩn thận đầy bàn tay đen đúa của lão nhưng vẫn bất động lão nhân ngài rốt cuộc muốn thế nào a à, ta mua ta mua được rồi chứ vẻ mặt hắn đau khổ mò vào trong túi sờ cả nửa ngày cuối cùng lấy ra tiền mặt tiền bối, lão tiền bối, lão tiền bối tôn kính a, à, đây là một tháng tiền sinh hoạt của ta đó, hôm nay ta đưa nó cho ngài, võ lâm bí tịch này ta cũng không cần, hòa bình thế giới ta cũng không bảo hộ gì hết. Ngài để cho ta đi thôi, thêm 10 phút nữa đi phải tới chỗ làm. Nếu ta tới trễ, quản lý khẳng định sẽ làm cho ta rất thê thảm đó, ngươi cho ta 100 đồng này thần sắc của lão nhân cực kỳ cổ quái, đúng vậy, ngài hài lòng chưa, tiểu khai giàu dĩ nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại, mỗi quyển sách này chỉ cần 10 đồng, ngươi lại đưa cho ta 100 đồng, nhưng sách của ta cộng lại cũng không đủ 100 đồng. Ngoại trừ quyển sách trong ngực của ta, chẳng lẽ đây là ý trời? Lão nhân phảng phất như đã làm ra quyết định gì đó, dùng sức cắn răng, được rồi, tiểu khai sau hôm nay, ngươi và ta hoàng tuyền, suối vàng, ý chỉ cõi chết tương cách, nếu có gì cũng đừng nên trách ta, đã là vận mệnh của ngươi như thế, ta phải. Đừng giết ta, nước mắt của tiểu khai tuôn ra, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên thảm thiết, lần trước thầy tướng số còn nói ta có thể sống đến 99 tuổi đó. Ta không muốn chết a à ai nói muốn giết ngươi lão nhân thò tay vào trong ngực lấy một quyển sách ra cầm đi đây là cái gì tiểu khai nước mắt còn đầm đìa cầm lấy quyển sách trên bìa sách đề bốn chữ thật to đây là chữ gì sao ta lại không biết tiểu khai đáng thương ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên hỏi đây là vô tự thiên thư thần sắc của lão nhân bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc ngươi đã lựa chọn quyển sách này vậy phải giữ gìn cho tốt tuyệt đối tuyệt đối không thể có gì sơ thất tiểu khai ngậm miệng chửi mắng tay mở tới mở lui vài lần nhưng vẫn không chương ba vận xấu ngập trời thượng nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com vừa định bước đi chợt nghe sau lưng có tiếng siêu vừa quay đầu lại chợt phát hiện lão nhân đang đứng ở phía sau ngất không phải ngươi đã chết rồi sao đã vĩnh biệt với ta rồi mà là như thế này lão nhân gãi gãi đầu tóc rối bời Ta không phải muốn dây dưa, bỗng nhiên chợt nhớ ta quên nói với ngươi một việc, cho nên trở về nói với ngươi một chút, có chuyện nói mau, Tiểu Khai nói, ta sẽ không chậm trễ ngươi đi đâu. Kỳ thật ta chỉ muốn nói cho ngươi, hôm nay ngươi vẫn tiếp tục không may mắn, một lát nữa lại dẫm phải phân chó, ngồi xe buýt sẽ bị vu oan sàm sỡ, đi làm sẽ bị cấp trên la mắng hôm nay gặp phải nhiều chuyện không tốt qua khỏi ngày sinh nhật hôm nay thì mới gặp nhiều may mắn được ta kháo tiểu khai trợn trắng mắt ngươi quay lại nói mấy chuyện này với ta đương nhiên không phải lão nhân thần bí cười cười còn có chuyện này ta nghĩ ta cần phải nói cho ngươi hay ai việc gì tiểu khai lập tức phấn khởi tinh thần có phải vừa rồi quên đưa bảo bối cho ta không sư phó, hoàng tuyền âm dương tương cách, bảo bối không mang theo được đâu, tất cả đưa cho ta đi, nhiều nhất là từ nay về sau thanh minh 15 ta sẽ nhang khói cho ngươi. Lão nhân cũng không tức giận, chỉ tủm tỉm cười nói. Ta nói ngươi nghe, kỳ thật một ngàn năm trước thiên tuyển môn chúng ta mặc dù rất mạnh mẽ cường đại, nhưng bây giờ đã sớm rơi xuống, tại tu chân giới, chúng ta chỉ còn là một môn phái rác rưởi hơn nữa. Ta còn phải nói cho ngươi, ta tìm ngươi làm đồ đệ, không phải vì tư chất cao bao nhiêu, mà là những người có chút tư chất đều bị những môn phái khác thu nhận rồi, ta tìm tới tìm lui. Chỉ có thể tìm một người không đến nỗi quá tệ mà thôi. Hơn nữa, ngày hôm qua ta mới tính ra được hôm nay là đại hạn của mình, ai, khả năng tiên đoán chiêm tinh bây giờ cũng đã thối lui đến bực này rồi, thật là quá bi ai đời này thật sự không còn thời gian nữa cho nên ta đã không còn biện pháp dạy tâm pháp tu chân của thiên tuyển môn chúng ta cho ngươi nữa dù sao tâm pháp này cũng đã trở thành rác rưởi không học thì thôi đi ân đồ nhi ngoan từ nay về sau ngươi đúng là người của tu chân giới nếu có mấy trăm cừu nhân của môn phái chúng ta đi tìm ngươi báo thù ngươi đừng có làm cho sư phó hổ thẹn đó nha ngươi tiểu khai rốt cuộc đã nói không ra lời nữa bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi lão nhân phi thường thân thiện vỗ bả vai hắn ta cam đoan quyển sách ta cho ngươi thật là rất kỳ lạ chỉ có điều hơn ngàn năm nay chưa có ai mở được nó mà thôi với tư chất của ngươi hắc hắc nói xong những lời này lão nhân cũng đã không còn thấy bóng dáng tiểu khai cảm thấy trong lòng bàn tay nhói đau lại có thêm một vật hắn mở ra thì thấy một miếng vải dĩ nhiên là do lão nhân xé ra ở trên chỉ viết bốn chữ to, cẩn thận sư tỷ, chẳng biết là cái thứ gì nữa, Tiểu Khai vô cùng buồn bực ném miếng vải, ngửa đầu nhìn trời, dùng sức nắm chặt nắm tay, trong lòng lặng lẽ thề. Hừ hừ, lão thiên gia còn muốn cho ta không gặp may, ta thật sự không tin, ta dương mắt nhìn dưới đất thì làm sao còn đạp phải phân chó ta không ngồi xe buýt thì còn ai nói ta sàm sỡ. Ta không đi làm việc thì còn có ai, nga, không được ta còn phải đi làm đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trên bầu trời có một vật gì đó bay xẹt qua, khi bay đến trên đỉnh đầu hắn thì chỉ thấy một bọc đen gì đó rớt xuống, ba, rơi thẳng vào chán hắn, nhất thời. Một mùi hôi thối xông vào mũi hắn, ta kháo, là phân chim, tiểu khai dùng sức lau đi phân chim dính trên đầu, rốt cuộc nói không nên lời. Sau khi tiểu khai lau chán sạch sẽ, điện thoại chợt vang lên, từ bên kia truyền đến tiếng rít gào bạo nộ của cổ tránh kinh, nghiêm tiểu khai nếu hôm nay ngươi dám đến trễ ta sẽ trừ đi tiền thưởng tháng này của ngươi trời ạ à, rõ ràng đây là mượn việc công báo thù riêng a à. tiểu khai vừa than thở vừa cắm đầu chạy tới trạm xe buýt chuyện đến nước này bất chấp lời cảnh báo của lão nhân đúng giờ mới là quan trọng nhất lúc này đúng là giờ cao điểm lúc đi làm xe buýt đã đẩy nghẹt tiểu khai vừa lên xe đã nghe một mùi phấn son nồng nặc làm cho hắn thiếu chút nữa là không sao hít thở nổi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước mặt mình người phụ nữ này có vòng eo khổng lồ cái cổ thì phải cỡ đùi hắn gương mặt quẹt một lớp phấn dày cỡ một cân thoạt nhìn thật sự cảm thấy rất kinh khủng tiểu khai mới nhìn thoáng qua thì thiếu chút nữa đã ói ra tức khắc vội vàng cúi đầu trong lòng cười thầm nếu loại nữ nhân này có tư cách nói ta sàm sỡ điều này quả thật là mặt trời mọc hướng tây rồi đang nghĩ tới đây chợt nghe bên lỗ tai có một người ho nhẹ một chút âm thanh thật là nhu mị hơn nữa lại có vẻ quen thuộc trái tim của tiểu khai lập tức nhảy phanh một cái liền quay đầu lại thì thấy được tần chăn vừa rồi tần chăn rõ ràng ở cùng một chỗ với cổ chánh kinh không biết vì sao cổ chánh kinh đã đến văn phòng mà bây giờ tần chăn mới xuất phát nhưng hắn cũng không hề nghi vấn gì chỉ vừa thấy bông hoa nổi tiếng này của công ty thì trong lòng hắn đột nhiên đã rối loạn, lập tức nhớ tới thân thể trắng nõn đã nhìn thấy được sau cây tùng, tưởng tượng đến thân thể đó. Hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn trộm sang bên cạnh, nào ngờ vừa nhìn lại đã thấy gương mặt tần chăn tựa như đang cười, dương mắt nhìn mình. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ mập mờ nói không nên lời làm gương mặt tiểu khai chợt đỏ hồng lên. Nhưng lúc này còn chưa có hết, vốn tần chăn đại mỹ nữ chưa từng để ý gì đến tiểu khai, cư nhiên lại làm ra vẻ vô tình. Khẽ nghiêng đầu dùng sức phất nhẹ mái tóc dài làm cho một mùi thơm ngát lan tỏa vào mặt hắn, sau đó lại bay trở về phía trước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra bên tay hắn, thổi nhẹ vào trong tay hắn. Cảm giác rờn rợn kỳ lạ làm cho trái tim tiểu khai nhất thời đập nhanh hơn rất nhiều điểm chết người chính là nương theo trái tim đập điên cuồng tiểu khai vô cùng hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu có phản ứng trời ạ à, lão thiên không phải đang muốn đùa ta đó chứ tiểu khai khóc không ra nước mắt hương khí của tần đại mỹ nữ cứ vây quanh bên tai hắn liều mạng chấn định tâm thần cố gắng chấn tĩnh nhưng cho dù cố gắng thế nào thì phản ứng của thân thể cũng càng ngày càng rõ ràng hắn dùng khóe mắt liếc qua ánh mắt tần chăn vẫn đang nhìn tới rõ ràng là muốn nhìn xem hắn sẽ làm ra chuyện ngu ngốc thế nào nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ tần chăn càng làm vậy thì hắn lại càng cảm thấy kích thích cái loại cảm giác kích thích này dù thế nào cũng không cách áp chế được hắn cũng không chú ý tới nữ nhân béo ú không lồ đang đứng trước mặt bởi vì trên xe lúc này có quá nhiều người theo xe buýt chuyển động đã cơ hồ cùng hắn kể sát mà lúc này ánh mắt hắn không dám nhìn tần chăn lại trùng hợp đang nhìn chằm chằm vào mặt bà béo đó cho nên gương mặt của bà béo đang sáng lạn đột nhiên hiện ra một đám mây đen và đám mây đen sắp chuyển qua thành mưa bão oanh long xe buýt đột ngột dừng phát lại tiểu khai mất thăng bằng ngã về phía trước hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình chạm vào bà béo đó một chút sau đó chợt nghe một tiếng ba vang lên vô cùng thanh thúy trên mặt tiểu khai nhất thời hiện rõ năm dấu ngón tay, mẹ nó. Tuổi nhỏ vậy không lo đi học cho giỏi, cả món đậu hũ của lão nương mà cũng dám ăn, cha mẹ ngươi không biết làm sao mà dạy dỗ ngươi chứ hả? chương 4, vận xấu ngập trời, hả? Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, tốt đấy. Tiểu khai cắn cắn môi, hắn cầm lấy bọc rác, chỉ trong nháy mắt hắn cảm giác được ánh mắt của mọi người trong toàn văn phòng đều chiếu trên lưng hắn, giống y như những mũi nhọn đâm thẳng từ phía sau. Quản lý, như vậy không hợp quy củ, một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên trong phòng. Dựa theo điều thứ 13 của chế độ công ty, mỗi lần đi trễ một phút phạt 10 nguyên, vì cái gì mà trừ đi tiền thưởng tháng này của tiểu khai trương nam, tuyệt thế hảo mệnh vẫn tốt tuyệt thế thượng nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Cổ tránh kinh hung hăng, chừng mắt nhìn cái đồng hồ trên đầu, quay đầu lại giáo huấn. Nếu mỗi nhân viên ai nha, đang nói đến đó, chợt nghe dưới tay truyền đến một tiếng nứt vỡ lớn. Nguyên lai like tay hắn chống dưới cái bàn thủy tinh trong suốt, bỗng nhiên trong lúc đó gãy đoạn làm đôi thân thể cổ tránh kinh nhất thời mất đi thăng bằng hắn còn đang muốn gắng gượng giữ vững thân hình lập tức lấy tay bám chặt vào bàn thân thể liều mạng ngã về phía sau nhưng một mảnh thủy tinh đã lập tức rơi ra rốt cuộc hắn hoàn toàn mất đi thăng bằng thân thể mạnh mẽ té nghiêng ra phía trước nương theo góc bàn đang rơi thời điểm rơi cái đầu hắn còn thuận tiện va chạm vào góc bàn một cái thật mạnh bồng một thanh âm vang lên, và chạm này quả thật không nhẹ, tiểu khai ở một bên chỉ nhìn, cảm thấy cả trí não cũng đều run lên. Trên mặt đất dài đầy những mảnh vỡ thủy tinh nát vụn, còn cổ tránh kinh thật không may, loại thủy tinh làm bàn ở văn phòng này có độ cứng cực cao. Mặc dù cả thân thể mập mạp của hắn có té xuống cũng không thể làm nứt được, nhưng lại trong tích tắc này lại vỡ nát thành hai, gương mặt cổ tránh kinh đúng lúc lại rơi vào giữa đống thủy tinh chợt nghe hắn phát ra một tiếng như heo bị giết ai yêu rồi không còn nghe được thanh âm gì nữa trời ạ à, cổ quản lý ngài không có việc gì chứ nhất thời có ba bốn người vọt tới phi thường nhiệt tâm kéo cổ tránh kinh đứng lên tiểu khai liếc mắt nhìn nhìn thấy gương mặt hắn bị cắm đầy vô số mảnh vỡ thủy tinh nhịn không được bật cười ra tiếng vừa cười xong hắn liền cảm thấy không đúng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy gương mặt đầy máu kia mở ra một cái lỗ nhỏ, từ trong lỗ bay ra tiếng rít gào, nghiêm tiểu khai, ngươi còn dám cười ta. Trên chán tiểu khai nhất thời toát ra mồ hôi, reng, reng, ngay trong lúc này, điện thoại lại vang lên. Tần chăn vội vàng chạy tới tiếp điện thoại, điện thoại vừa thông, gương mặt cô ta chợt trắng bệch không còn chút máu, cổ quản lý. Chuyện gì, cứ nói cổ tránh kinh quả nhiên là bị tức giận đến hồ đồ đã không nhìn thấy được sắc mặt tần chăn có vẻ không đúng đừng có ấp a à ấp úng nữa nga được là thế này tần đại mỹ nữ lập tức nói cấp trên thông báo tài vụ của chúng ta có điểm không chính xác hai ngày nữa tổng giám đốc tài vụ sẽ xuống đây thị sát tổng giám đốc tài tài vụ gương mặt cổ tránh kinh như không còn chút máu, bất quá bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ đầy mảnh vỡ thủy tinh, chuyện này, khi nào đến, ngày mốt, tần chăn nói. Cổ tránh kinh hít sâu một hơi như muốn tiêu hóa tin xấu này, quắt mắt quay đầu chừng tiểu khai, nghiêm tiểu khai, chuyện hôm nay đều là ngươi làm ra hết. Ta sẽ trừ thắng, lần này cổ quản lý đáng thương còn chưa nói hết lời, chiếc đồng hồ treo trên tường vốn đang bất động bỗng nhiên rớt xuống, không hề có một dự báo. Vô thanh vô tức nện xuống ngay giữa đầu hắn, hắn liền ngất đi, oa. Cổ quản lý, ngài làm sao vậy, không ít người xông tới, ba chân bốn cẳng dìu hắn lên tiểu khai ngơ ngác đứng ở bên cạnh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng hết thảy như đang nằm mơ rốt cuộc nói không nên lời chuyển vận rồi thật sự chuyển vận rồi a à. trong cõi lòng tiêu sái tiểu khai rời khỏi văn phòng chỉ cảm thấy trong lòng có sự thống khoái nói không nên lời bước chân so với ngày trước nhanh hơn rất nhiều còn đang vui vẻ bước đi bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một chàng tiếng chó sủa, nhất thời dọa hắn nhảy dựng, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một con chó hoang lông lá bẩn thỉu đang rít gào gầm gừ với hắn, ta kháo. Muốn làm gì? Tiểu khai vốn sợ chó, vội vàng dừng bước, khẩn trương run lên, còn chưa kịp phản ứng thì ở bên cạnh xuất hiện một tên ăn mày. Tay cầm một sợi dây ôm lấy con chó rồi kéo một vòng dây trên mặt đất trồng vào đầu nó, uông uông. Ô ô, con chó kia kêu lên một tiếng ăng ẳng, rồi sụi lơ bất động, tên ăn mày ôm lấy nó, nhìn Tiểu Khai cười, nhanh chóng lui lại bên cạnh góc tường, chuyện này cũng thật là quá khoa trương a. À. Tiểu Khai trợn mắt hà hốc mồm nhìn cảnh tượng này.